Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện ma nhuần kể Thì kênh của mình chuyên kể những cái câu chuyện ma có thật Những cái câu chuyện tâm linh, buồn ngãi, thư ếm Thì bạn nào mà có chuyện á, muốn cho mình kể lại Thì có thể gửi qua cho mình qua số điện thoại, zalo hoặc là gmail Mình để cho màn hình đó nha Thì hôm nay á, chúng ta sẽ cùng nhau bước qua tới cái tập 63 Thì đây á, là một cái câu chuyện nói về cái hồn ma ở cái cây vú sữa mấy bạn Thì anh này kể lại á, là hồi xưa ở dưới quê của anh á là có một cái hai mẹ con đó thì hai mẹ con nói chung là rất là nghèo khổ ở trong một cái chòi sùm sụp ở dưới gốc cầu vậy đó nói chung là không có nhà không có đất gì hết rồi che tạm một cái chòi ở dưới gầm cầu rồi hai mẹ con mới nương tựa nhau sinh sống vậy đó hàng ngày á thì hai mẹ con cũng đi dài dài đường lụm ra chai rồi mua lông dịch vậy đó mấy bạn thì ở trong xóm á cũng có một cái nhà của ông kia thì ổng có một cái giường ở bên hông thì ở phía cuối giường ổng á là có một cái cây vú sữa rất là bự luôn thì một ngày nọ là hai mẹ con này nè mới đi lụm ga chai ngang đó đó thì trong cái lúc mà cái bà này nè bảo quay quần bảo lụm ga chai vòng vòng á thì cái thằng nhỏ nó mới nhìn vô trong giường nó mới thấy cái cây vú sữa trái sai quá trời đi mà ông này á thì cái giường ông cũng bình thường với bạn ông không có che chắn không có gào gì hết trơn á thì thằng nhỏ nó mới chạy vô nó chèo lên cây vú sữa nó hái nó ăn đi thì trong cái lúc bà này không có để ý á thì cái thằng đó bỗng nhiên nó té xuống và nó gãy cổ nó chết tại chỗ luôn thì khi á mà bà mẹ bà quay lại bà thấy á là bà hết hồn bà la làng lên hết trơn thì lúc này người dân trong xóm người ta mới nghe, người ta mới chạy lại á, thì làng nhỏ đã chết rồi, không có cứu được. Nhưng mà bà này á thì có hai mẹ con thôi, bà mới thương con quá. Thì hàng ngày bà mới lại ngay cái gốc chú sữa, bà ngồi bà khóc thúc thích, bà khóc hoài vậy đó. Người dân người ta thấy như vậy á, người ta cũng tội nghiệp. Thì cũng mua cơm, gạo rồi mua cái này cái kia về ngay cái trời bả để cho bà. Tại thấy bà cũng tội nghiệp quá trời đi. Thì nhưng mà bà này bà không có chịu ăn uống gì hết trơn á. Bà cứ hàng ngày bà lại ngay gốc chú sữa bà ngồi bà khóc vậy đó đến một cái hôm nọ thì tự nhiên cái ông chủ giường ổng đi ra ông thăm giường á thì ổng thấy cái bà này nè bà nằm chết ngay góc chú sữa rồi nhìn vô mới biết á là bà khóc bà thương con quá bà mới đập cái đầu bà vô cái góc chú sữa bà tự tự bà chết luôn thì ông này vô xong thì cũng thấy như vậy á thì cũng rất là buồn tại vì cái giường mình á mà bây giờ có hai mọi người ở đây thì rất là ảnh hưởng nữa người ta cũng bàn tán xôn xao vậy đó rồi từ khi á mà hai mẹ con này mất nè thì người dân người ta mới đồn đãi nhau nữa á, là tại vì á, hàng đêm á cứ mỗi mà tầm khoảng 6 7 giờ tối mà đi ngang cái giường nhà ổng á thì đều thấy hình ảnh của hai mẹ con đang chèo leo cây vậy đó. Đôi khi á là nhìn lên nhánh cây thì thấy bà ngồi bà bồng con bả vậy đó. Mà bà này nè, nhìn bả trắng bệt hả à. Mà ngay cái chán bả là có máu nó chảy xuống vậy đó. Kiểu như bà đập đầu vô cái cây mà mấy bạn, máu nó chảy vậy đó. Mà nhìn bả trắng bệt nhìn thấy ghê vậy lắm. Kiếp rồi từ từ á, người ta cũng rất là sợ. Rồi từ từ người ta đi, người ta cũng né cái đường đó đi, người ta cũng không có đi ngang nữa. Mà cứ mỗi chiều tháo 7 giờ tối là lại có người thấy từ từ người ta đồn rầm lên xong rồi ổng thấy như vậy ổng mới gào cái cây vú sữa lại đừng cho người ta bàn tán nữa mấy bạn tại vì đất nhà mình mà người ta bàn ra ổng cũng rất là khó chịu cho đến một cái lần nọ mình gọi cái anh kia là anh minh đi là bạn của cái anh kể chuyện á thì anh minh này hồi xưa giờ á là anh rất là gan anh không có biết sợ gì hết trơn á hồi xưa giờ á ảnh mà nghe người ta đồn chỗ nào mà có ma quỷ này nọ đó là anh điều lại anh nằm anh ngủ đó, đó. anh không có sợ không có biết sợ gì hết trơn á mà anh ngủ cứ bình thường không có gặp cái gì hết trơn á mấy bạn bởi vậy anh cũng không có tin ma quỷ trên đời nữa thì cái lần đó đó là anh mới nghe người ta đồn mà cái cây vú sữa của ông này nè Nó có ma quỷ đi Mà cái cây vú sữa này lạ một cái á Là tới mùa là cháy rất là sai Cháy to 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 cơ mà, trái cháy rất là nhiều luôn mà người ta đồn như vậy á thì đâu có ai mà dám vô đó hái trái vú sữa đâu ông chủ giường ông cũng bỏ đó ông cũng đâu có để ý tới nó nằm ở cuối giường nữa thì cái lần nọ cũng ngay cái mùa vú sữa đi thì cây vú sữa này trái cũng rất là nhiều anh này nè anh đi ngang thì anh cũng thấy trái quá trời vậy đó thì cũng nghe người ta đồn này nọ vậy đó nhưng mà anh ảnh đâu có tin xong rồi tới cái đêm hôm đó ảnh mới ngủ cái anh gửi chuyện này nè là đi lại cái giường đó, đó ăn cắp chú sữa sẵn coi coi á là ở đó đó có ma quỷ gì không thì anh này ảnh cũng tin ảnh nghe người ta đồn quá trời ảnh đâu có khùng dại gì mà ảnh chạy lại thì không ai chịu đi với ổng hết trơn á thì anh minh đó đó ảnh mới đi một mình thì cái đêm hôm đó nha ảnh cũng lén lén Anh chui qua hàng gào ảnh cũng mò mò lại cái gốc chú sữa vậy đó cái lúc đó đó là tầm khoảng hơn 10 giờ đêm rồi anh cũng mò mò men men lại cái gốc chứa sữa nha thì khi mà anh lại á là anh không có thấy gì hết trơn nha các bạn anh không có thấy ai hết trơn á nhưng mà lại một hồi nữa thì anh nghe cái tiếng vú sữa nó gớt á lợp lập lập, lập lập rất là nhiều luôn như là vú sữa rụng vậy đó anh nghĩ trời ơi vú sữa thì giờ này đâu có gió gì đâu mà làm gì vú sữa nó rụng dữ vậy anh nhìn lên trên á thì không có thấy cái gì hết trơn xong rồi anh cứ bò bò lại gần cái gốc vú sữa nha tự nhiên vú sữa lại trên cây á là nó cứ bay 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 vô người ảnh vậy đó anh nói là như có ai ở trên đọt cây á mà hái vú sữa rồi chọi vô người anh vậy đó nó cứ lập đập 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 mà nó bay vô người anh không à anh nói nếu mà nó rụng thì nó cứ rơi bình thường thôi Đằng này á cái lực bay của nó rất là mạnh mà nó cứ bay 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 vô người anh vậy đó làm rất là đau mà anh nhìn lên trên á thì không có thấy ai hết trơn á anh mới nhìn xung quanh vòng vòng vậy đó tại vì anh nghĩ á là ai phá anh à, ai chọc ghẹo anh thôi chứ chưa có nghĩ ma quỷ gì hết nha xong rồi á thì không có thấy ai hết trơn á Lúc này thì mấy con chó của ông chủ giường á nó mới sợ quá trời sợ đi. Ông chủ giường ông thấy như vậy á thì ông cũng lấy đèn pin nắm ra ông gọi coi cái gì mà chó sợ dữ vậy. Thì khi mà anh Minh này nè, anh thấy ông chủ giường lấy cái đèn pin ra gọi á thì anh cũng sợ. Anh mới lăng lăng lén rồi anh chạy về. Thì khi mà về nhà sáng hôm sau á nha, anh mới suy nghĩ. Ông chủ giường á thì ông ở đó. Vậy thì ai á làm gì mà vú sữa nó gụng dữ vậy? Anh thấy hơi kỳ kỳ. Sáng hôm sau đi ngang cái gốc vú sữa đó, đi ngang ngoài đường á thì thấy ở dưới góc á vú sữa gụng rất là nhiều. Là mấy cái trái vú sữa mà hồi tối anh bị nó gụng nó chọi đó mấy bạn Nhưng mà anh thấy hơi kỳ kỳ Anh mấy không tin Lúc này cũng không chịu tin nữa Nghĩ là tối đêm nay nè Đi lại thử một lần nữa coi Coi có chuyện gì nó xảy ra Thì cái tối đêm hôm đó là cũng ngay cái lúc á Mà ông cho vườn ông đi đám giỗ mấy bạn Ông không có về kịp Ông đi nhậu rồi Thì anh này anh đi trễ hơn nữa Hôm trước á là anh đi tầm 10 giờ 10 giờ mấy đêm nha Bữa nay là anh đi lúc 11 giờ mấy 12 giờ đêm thì lúc nào anh cũng bon men bò vô cái gốc chú sữa vậy đó thì lúc này nè là anh không có thấy vú sữa rụng nữa nha Mà anh bò lại một hồi á Khi mà gần tới cái gốc vú sữa á Thì anh thấy có một cái thằng bé Nó nhỏ xíu à Nó tầm 90 tuổi vậy đó Nó ngồi ở dưới gốc vú sữa Mà nó đang ăn vú sữa mà nó đang cười với anh vậy đó Mà nhìn cái mặt nó trắng bạch à Mà cái cần cổ nó nó quẹo một bên vậy đó mấy bạn Nhìn rất là kinh hãi luôn Anh này anh sợ quá trời sợ Anh nhìn thấy như vậy á Anh mới lùi 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 Anh đi lùi 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 vậy á Xong rồi anh chột anh té đi khi mà anh chợt anh té thì cái mặt anh mới ngước lên cái đọt cây á là anh thấy nha có một cái người đàn bà mặc một cái bộ đồ màu trắng mặc cái thì trắng bệt à máu ở trên trán á, thì nó có nhiều lợp đập lợp đập xuống vậy đó mà bả đang bò 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 xuống bả bò trên cây á bả bò xuống xong rồi bả xuống tới gốc cây bả nắm thằng nhỏ bà gị lên trên gốc cây trời ơi, anh này lúc này sợ quá trời sợ rồi sợ cực kỳ sợ luôn mà chiến này á kiểu như là mình mẩy nó cứng đơ hết trơn không nhúc nhích được mấy bạn không đùng đẩy không nhúc nhích được hết trơn mắt á thì cứ nhìn chằm chằm vậy đó xong rồi bả kéo thằng nhỏ là bà ngồi trên nhánh cây á bà đưa qua đưa lại bả nhìn bả cười vậy đó bà nhìn anh bà cười vậy đó mà bà cứ ngồi bà đưa qua đưa lại anh này sợ quá trời sợ đi xong rồi anh ngất xỉu mất tiêu sợ quá trời anh ngất xỉu mất tiêu thì ông chủ giường một hồi á ổng mới đi đám dỗ về ổng nghe thấy đạm gì mà chó nó sợ ở ngoài góc chú sợ quá trời ổng cũng lấy đàn pin ông gọi vô gọi giáo giá một hồi á thấy anh này anh nằm một đống vậy đó ổng mới chạy ra dỗ dỗ anh này mà cổ không có tỉnh dậy xong rồi ổng mới khiêng anh này nè đi vô giường vô dạc của ổng nằm thì nằm cũng ngay cái hàng ba nhà vậy đó ổng mới lấy nước ổng dỗ dỗ vô mặt anh này ê ê mày làm vậy mày làm gì ra đó mày thấy cái gì mà mày xỉu vậy tỉnh dậy tỉnh dậy thì rõ một hồi á, anh này cũng tỉnh dậy thì khi mà anh này vừa tỉnh dậy nha mới có kịp hoàng hồn lại thôi dự định á, là nói những cái việc mà anh thấy cho ông chủ giường ông nghe thì anh thấy á, là phía đằng sau của ông chủ giường là hai mẹ con bà đó đứng phía sau á. bà đó thì bỏ bồng thằng bé bà đứng phía sau bà nhìn anh bà cười vậy đó mà máu trên chát bà cứ nhiễu lợp đập lợp đập đó anh này ơ ơ ơ kiểu vậy không có nói được cái gì cho mấy bạn cứ ơ ơ ơ vậy đó xong rồi anh xỉu tiếp thì ông chủ vườn có biết cái gì đâu nhìn giáo giá xung quanh không thấy gì hết trơn á xong rồi cũng chờ anh này nằm chút xíu rồi cũng kêu ảnh tỉnh dậy thì lúc sau á khi mà ảnh tỉnh dậy nha là không nói không rằng gì hết một mạch chạy về nhà luôn mấy bạn sợ quá trời sợ rồi thì sáng hôm sau thì ông chú giường ổng cũng lại ổng hỏi thử rồi người ta cũng thấy nghe ông kể đó thì cũng hỏi ảnh ảnh mới kể lại á là cái đêm đầu tiên là ảnh bị chọi vú sữa vậy đó rồi cái đêm sau á là ảnh thấy hình ảnh như vậy như vậy đó thì mọi người lúc này mới đồn ầm lên hồi lúc trước á, thì cũng có người không tin nha thì bây giờ khi mà anh này anh kể vậy rồi á tại vì anh này hồi xưa giờ nổi tiếng á, là cái người không có sợ gì hết trơn á chỗ nào mà ai đồn có vậy á, là ổng đều là ổng nằm ổng ngủ hết trơn à mà bây giờ ổng còn sợ hãi như vậy á, là biết rồi từ đó về sau á, là mọi người càng đồn ầm dữ nữa từ từ trong xóm đó rồi qua mấy cái xóm khác người ta cũng biết cái tin luôn ông chủ vườn hả ổng không có chịu tại vì người ta đi ngang cứ chỉ trỏ vô rồi xầm xì này nọ ổng rất là khó chịu người ta đồn nhà ổng có ma quỷ này nọ đó rồi đất đó nữa vậy sao ổng bán vuông đồ được ổng rất là khó chịu ổng không chịu đi sau đó ổng mới kêu mấy cái người à, trong làng á là kêu mấy cái thợ cưa á lại cưa cái cây vú sữa đi nhưng mà kêu á thì không có ai dám cưa hết mấy bạn tại vì người ta ở trong làng người ta cũng nghe đồn hết trơn rồi ai mà dám lại đó cưa ổng kêu người này không chịu người kia không chịu qua làng bên người ta cũng nghe luôn người ta cũng không có chịu cưa luôn xong rồi á ổng mới đi ra chợ ổng mua cái máy cưa về ổng mới rủ một cái người em trai của ổng em họ á hai ông mới ra cưa cái cây vú sữa đi thì khi mà ổng cưa cái cây vú sữa xong á mấy bạn thì qua vài hôm sau á là người dân ở đó, đó người ta nghe cái tin á là ông chủ vườn này nè ổng bị cái bệnh rất là nặng mà hồi xưa giờ ổng không có bệnh tật gì chân tự nhiên chiếc này bệnh rất là nặng mà bà vợ đưa đi chữa trị bệnh viện này bệnh viện kia cũng không có điều trị hết được gì chân á sau đó là mới đưa ổng lên chợ gãy đưa lên chợ gãy được có mấy ngày thôi là ông này ổng cũng chết luôn mấy bạn xong rồi bà vợ mới kể nha là cái lúc mà bị bệnh á là trên người ổng nổi mấy cái mục bự bự vậy mà nổi đầy người hết trơn vậy đó rồi cái anh em họ mà đi cư cái cây chung với ổng á, là mấy ngày sau á tự nhiên cũng đổ bệnh rồi khùng khùng điên điên vậy đó. Người á thì không có được bình thường, tinh thần cứ khùng khùng điên điên vậy đó khờ khờ dại dại. Từ đó về sau á là cái người trong làng này nè, người ta càng tin hơn nữa. Cái bà vợ của ông chủ vườn lúc này cũng sợ quá trời đi, tại vì bà biết rồi thì mới đi mời thầy về để coi. Thì khi mà thầy coi á thầy nói á là do ông này nè, ổng đi quấy phá tại vì hai mẹ con hồi xưa giờ á mặc dù hiện thân nhát người này nhát người kia nhưng mà không có nhát ông chủ vườn nha mà ông chủ vườn bởi vậy bởi vậy ông chủ vườn ông mới không có tin ông mới đi phá người ta ông cưa cái cây chú ngủ của hai mẹ con đi thì hai mẹ con mới tức giận mới báo thù ổng thì bà chủ vườn lúc này sợ quá trời thì cũng mời thầy về cúng kiến này nọ vậy đó gần người dân trong xóm người ta cũng lập một cái miếu ngay cái gốc cây á người ta cũng thờ người ta cũng nhang khói này nọ đó tại vì hai mẹ con từ khi mất á đâu có ai nhang khói đâu mấy bạn bất vỡ vậy đó thiếu thốn không ai nhăn khói gì hết trơn thì từ khi mà có nhăn khói rồi có thầy lại tụng kinh siêu độ mày nọ đó thì không có thấy hai mẹ con nữa nhưng mà từ đó về sau á, thì bà chủ giường cũng sợ rồi cũng không có dám ở đó nữa cũng dọn đi một cái nơi khác ở luôn thì đó là một cái câu chuyện có thật về cái vong hồn của hai mẹ con này ở cái gốc chú sữa thì sau đây á, là một cái câu chuyện thứ hai thì nếu á, mà nhà bạn nào có những ông bà lớn tuổi mà đã mất rồi thì chắc hẳn sẽ từng nghe qua những cái chuyện á, là điềm báo trước khi chết hoặc á, là ông bà của mình trước khi chết á, là có thể thấy được tương lai thì bạn nào mà nhà của mình có ông bà lớn tuổi á, mà ông bà đã mất rồi á, thì chắc hẳn á, đã từng trải qua cái việc á, mà ông bà của mình á, có thể thấy được những cái việc trong tương lai hoặc á, là ông bà mình biết trước cái chết sau đó á, là nói những cái lời trăng trói vậy đó thì thật hư cái sự việc ra sao á thì mời mấy bạn cùng lắng nghe qua một cái câu chuyện điềm báo của cái chết Nhà anh này nè lúc mà ở quê á Thì sống theo kiểu ngày xưa Hai ba thế hệ mới sống chung một ngôi nhà Bố anh này á, thì là con trưởng Nên cùng sống chung với ông bà nội luôn Bà nội của anh này á, thì mắc bệnh hiểm nghèo Mất vào lúc 60 tuổi Hiện tại á, thì chỉ còn ông nội thôi Ông thì vẫn ngoài 80 rồi Nhưng mà vẫn khỏe mạnh, minh mẫn Trong làng những cái người mà bằng tuổi ông á, Thì không có còn nhiều Chỉ còn vài cụ thôi Nhưng á, mà cụ nào cũng mất mờ, chân chậm đi lại hoặc là ăn uống á, thì đều rất là khó khăn nhưng mà riêng ông anh này á, thì vẫn hồng hào mạnh khỏe lúc á, thì cắt tỉa cây cảnh đang lát nghe nọ nói chung là còn rất là khỏe luôn và một buổi chiều nọ khi mà đánh cờ với mấy người trong xóm xong á thì ông mới đi về nhà bỗng nhiên á, ông đột ngột bị sốt ông mới nằm thở dốc từng trận rất là khó khăn bố anh này nè mới xin cơ quan nghỉ hai ba ngày mới đưa ông đi thăm khám nhiều nơi nhưng á, mà không có khám ra bệnh gần một tuần á, thì sức khỏe của ông rất là suy giảm luôn Cố gắng lắm thì cũng húp được vài chén cháo thôi Nghe như vậy á, thì các cô chú ở trong nhà cũng đi về để tìm cách chữa trị Khi mà nghe ở đâu mà có danh ni giỏi hay là những người nào mà chữa bệnh hay á Thì bố của anh này cũng đi lại mời thầy về để điều trị cho ông Mời người này người kia nhưng mà ông này nè vẫn không bớt với bạn Mọi người xung quanh thì cứ cho rằng á Bệnh người già không có rõ nguyên nhân thế này nè Thì chỉ có thể cầm cự qua ngày thôi Ai nấy á là điều chuẩn bị sẵn tâm lý cho cái điều xấu nhất xảy ra mấy bạn Ông anh này á, thì xuống sức từ từ Nhưng mà tinh thần á, thì vẫn còn rất là minh mẫn Ông vẫn luôn động viên con cháu á, là yên tâm Không có phải lo lắng vì nhiều cho ông Nhất á, là vào mỗi buổi chiều Cứ trời mà sập tối á, Thì ông phải kêu con cháu Đóng hết tất cả các cửa sổ Đặc biệt á, là ở phòng của ông Mặc dù á, là khí trời vào mùa hè rất là nóng luôn Bố anh á, thì nhiều lần hỏi Có phải là bố thấy trong người lạnh hay không Nhưng mà ông này nè Ông không có nói đến một hôm á thì ông mới lấp bắp miệng kêu bố anh này là đi đóng cửa bố anh thấy như vậy á thấy kỳ lạ mới hỏi bố cứ thấy chúng nó về đứng đầy ở ngõ nhà mình á có ai ngoài ngõ đâu bố ba anh này mới hỏi lại nhìn ra ngõ xong á thì bố anh này mới trả lời Thần đào cái tính cái mận với mấy đứa ở trong làng chiều nào á thì cũng đứng đầu ngõ nhà mình nhìn vào chào hỏi với bố bố anh mới bất ngờ sững sờ hết tại vì những cái người ông kể á là những cái người mà đồng trang lứa với ông, mà đặc biệt á, là những cái người này nè là đều đã mất hết rồi, người á thì mất cách đây vài tháng, người á thì đã mất cách đây mấy năm rồi, bố anh này cực kỳ là lo lắng luôn, lẽ nào á là ông nhìn thấy được vong hồn, bố anh này mới nghĩ, thôi chắc là già yếu, lo nghĩ nhiều tới cái chết rồi sinh ra quảng loạn thôi, chứ không có gì đâu, bố anh này mới suy nghĩ như vậy, đừng có lo nghĩ nhiều quá bố ơi. Chúng con á sẽ tìm mọi cách để chữa bệnh cho bố mà Bố già rồi Cũng đến lúc phải đi thôi Ông mới thở nhẹ nhẹ Đưa tay ra dấu cho con cháu á Rồi nói như vậy Đây chúng nó ngoài ngõ Đang nhìn thay Trời ơi, bố thấy cái mận rõ lắm Cả nhà thì im mắng hết trơn Không có ai nói gì hết trơn á Chỉ nghe thấy những cái tiếng con côn trùng ở bên ngoài đang kêu thôi Lúc này nè, mọi người ở trong nhà là rợn người hết trơn Tự nhiên á, là có một cái không khí nào đó Nó lạnh dữ lắm Chắc á, là bố bị bệnh lâu ngày Người ảo giác này nọ thôi Chứ có ai kêu gọi gì bố đâu Ba anh này mới nói như vậy, cố gắng nói lớn lên Để cho mọi người bớt sợ đi Thì một hôm nọ, trong lúc á, Mà cả nhà đang xem tivi Thì tự nhiên á, nghe cái tiếng ông khóc khe khẽ Ở trong phòng Mọi người đi vào á, thì thấy ông á, đang khóc Miệng á, thì miếu máu và nói Mẹ ơi, mẹ đợi cho ông bớt xúc động mẹ anh đây nè mới lại nói chuyện thì hỏi ông thì ông mới kể bố gặp mẹ của thằng hưng hưng là tên của bố bà cứ đứng ngoài cửa cứ khóc mà không có nói câu gì bố gọi hai tiếng thì bà ấy cứ khóc ngất nói xong thì ông lại càng khóc hơn nữa bố anh thường mới kể cho mọi người nghe đời của ông nội thì khổ dữ lắm tại vì mới có 8 tuổi hà thì ông cố là theo người ta vào nam kiếm việc làm gặp thời loạn lạc nữa thì ông cố mới đi biền biệt không có cái tin tức gì hết trơn sau này á hỏi những cái người đi cùng thì người ta mới nói á là ông đã mất vì bệnh sốt rét ở tây nguyên rồi ở cái nơi xa xôi vậy đó ông mất cũng chả có ai hay biết hết trơn rồi vài năm sau á thì bà của ông cũng mất luôn trong một lần bà đi rừng đống củi á thì bị một con gắn nhỏ cắn thấy á là cái vết thương nhỏ cũng không có đau lắm chỉ hơi gớm máu thôi bà nghĩ á là con gắn không có độc nên cứ ginh củi đi về nhà rồi trong cái lúc á là vo gạo nấu cơm thì độc á nó đã lâm vào cơ thể bà ngã ra mọi người thì cũng kiếm người cứu chữa nhưng mà rất tiếc á, là đã trễ rồi không có cứu được ông lúc này thì khóc cả nước mắt tại vì á tội cho thân phận mình còn nhỏ mà đã coi cúc không có nơi lương tựa hàng ngày phải đi chăn trâu cắt cỏ làm đủ nghề hết trơn đổi lại á, là chỉ được có miếng cơm chay canh cặn thôi tối á, thì ngủ vật vã nơi gốc hè vậy đó mai là thời gian sau có người giúp đỡ không mới thoát được cái cảnh cơ cực như vậy kể xong á bố anh này nè mới nghĩ bây giờ á thì ông lại bị đau bệnh mà tại sao thường xuyên á thấy những cái người đã mất chẳng lẽ là có một cái điềm báo gì sao ông á thì ngày càng yếu đi cứ đến xế chiều lại á thì ông cứ thì thầm nói chuyện với ai hoài vậy đó lúc á thì khóc lúc á thì cười lúc á thì tỏ vẻ mặt lạ lắm cả nhà ai cũng lo lắng hết trơn á rồi những con chó ở trong nhà cứ mỗi lần nửa đêm á, thì loại sữa in nổi hết trơn làm cho bố này không có ngủ được lấy đèn pin gọi ra thì chả thấy cái gì hết trơn á. không thấy ai hết trơn á. mà chó thì cứ sửa một lần nọ thì anh mới ngồi trò chuyện với ông và nghe ông nói á, đừng có mua thuốc hay là bất cứ cái thứ gì cho bố nữa tốn kém lắm trái cây với đường sữa này nè thì đem cho bọn trẻ nó ăn đi bố già rồi trước sau gì á, thì cũng về với tổ tiên thôi mà các con á là nhớ là phải sống là một người có đạo đức ông á mấy ngày sau thì ông không có ăn uống gì hết trơn á ai hỏi cũng không nói chỉ do hai ngón tay ra đậm dấu thì đúng hai ngày sau á là ông mất mọi người mới biết á là ông đã biết trước được cái ngày ông mất thường phong tục ở làng khi có cái người nào mất á thì thường sẽ đốt đồ của họ đi theo nhưng mà bố anh này nè thì không có đốt cứ để nguyên vật dụng trong phòng vậy đó để cho mọi người nghĩ á là có cái hơi ấm áp của ông mọi người sẽ cảm thấy là ông luôn ở trong phòng để bảo vệ mọi người sau ngày ông mất ba hôm thì cứ tầm 10 giờ tối á thì cứ có một cái con bướm xanh đậu ở trên bàn thờ của ông thỉnh thoảng á thì con bướm bay lên bàn thờ rồi lại bay vào phòng của ông hơn một tháng sau á thì không thấy con bướm nó xuất hiện ở đâu nữa hết thì từ đó về sau á là nhà anh này nè cũng sinh sống bình thường trở lại thì một thời gian sau á thì khi mà mọi người nói chuyện với nhau thì bố anh cũng thường kể lại chuyện của ông á rồi kể lại những cái lúc á, mà ông thường hay nói chuyện với một mình vậy đó Cho người này người kia nghe Thì khi mà những cái người lớn ở trong làng người ta nghe á, Thì người ta mới nói á, là có lẽ bố anh đã nhìn thấy được những cái vong hồn Đó là những cái vong hồn á, mà người ta đi lên để gũ ông kéo ông đi về dưới đó Có thể á, là ông trước khi chết Ông đã cảm nhận và linh cảm được cái chết của mình Và ông đã biết trước được á, là cái ngày mình đi rồi Vì vậy á, mà ông không có cho bố anh này nè Mua thuốc hay là dẫn đi trị bệnh gì nữa hết trơn á ông sợ tốn kém tại vì ông biết á là ngày chết của ông rồi ông biết là không có cái đường nào để cứu chữa hết trơn mấy bạn cũng thấy là những cái ngày sau á là ông cũng không có chịu ăn cái gì hết trơn á tại vì ông muốn cả gia đình á là không có lo cho ông nhiều nữa không có tốn tiền để mua đồ này đồ kia bồi bổ cho ông nữa nên ông không có chịu ăn thì đó là một cái câu chuyện về một cái sự điềm báo của cái chết và bây giờ á mình cũng đã kể xong cái tập 63 rồi Mấy bạn nhớ á, là lên nghe chuyện ma anh Nhường kể trước khi đi ngủ nha. Chúc mấy bạn á, nghe chuyện vui vẻ.